Con không thể tiếp tục lừa dối và lợi dụng lòng tốt của mọi người. Con xin phép hai bác được hủy đám cưới. Cái gì? Thịnh, con nói cái gì vậy con? Tại sao ngày trước anh không nói mà để đến bây giờ anh mới nói? Còn ba má tôi là người đã cưu mang đùm bọc và giúp anh cho đến khi anh thành tài, anh còn có lương tâm không? Anh nói đi, anh trả lời đi. Đến nước này rồi, hai bác không muốn hai con đổ vỡ hạnh phúc. Khi chưa biết chính xác nguyên nhân gì, có chuyện gì mà con không nói ra được vậy? Nói đi con. Mai ơi, Mai à, Mai, Mai à. Anh thành tôi làm gì nữa? Nghe nói đi anh Mai. Anh thành ý nguyện rồi, con bán thành tôi làm gì nữa? Anh đi đi. Theo anh về đi em. Anh đâu có ăn hiếp tôi đâu, thật uổng công. Bấy lâu nay tôi chờ đợi anh, tôi hận anh, tôi thù anh suốt đời suốt kiếp. Hãy bước tiếp, vội bước tiếp để rồi.